Một người đàn ông bịt mặt mang theo gươm đã xông vào một trường học ở Tây Nam Thụy Điển, tấn công làm ít nhất 2 người chết và 3 người khác bị thương vào ngày hôm qua, 22 tháng 10. Vụ tấn công xảy ra tại căng tin trường tiểu và trung học Gronan ở thành phố Jönköping, Tây Nam Thụy Điển vào khoảng sau giờ, khoảng sau 10 giờ sáng ngày 22 tháng 10 theo giờ địa phương. Hai nạn nhân thiệt mạng gồm một giáo viên được phát hiện là chết ngay tại trường và một nam học sinh cũng chết chỉ vài giờ sau khi đã được đưa tới bệnh viện. Ngoài ra còn có một giáo viên và hai học sinh khác bị thương nặng. Kẻ gây án khoảng 20 tuổi chưa rõ danh tính đến từ chuyên hát tan đã bị cảnh sát bắn ngay tại hiện trường và chết sau khi được đưa tới bệnh viện. Giới chức Thụy Điển đang nhanh chóng điều tra vụ việc trên. Đây là vụ tấn công vào trường học mới nhất ở Thụy Điển kể từ sau vụ tấn công gần Gothenburg vào năm 1961.